mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Ma Vặt. Như mọi người cũng đã biết, hiện nay nếu muốn kinh doanh các mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài tại thị trường Việt Nam một cách đúng quy định thì cái việc mà trang bị cho những sản phẩm của mình một chiếc tem nhãn phụ là điều vô cùng cần thiết. Thông thường thì trên các tem phụ của sản phẩm sẽ được in nội dung thông tin bằng tiếng Việt, bao gồm như tên sản phẩm, công ty sản xuất, nguồn gốc xuất xứ, cũng như là tên, địa chỉ, đơn vị chịu trách nhiệm nhập khẩu và các thông tin chính liên quan đến sản phẩm đó. Để tạo được những chiếc tem một cách nhanh chóng và hiệu quả cũng như là tiết kiệm thời gian hơn thì việc trang bị một chiếc máy in tem nhãn phụ là một điều vô cùng cần thiết. Và nếu mọi người đang tìm kiếm cho doanh nghiệp của mình một thiết bị có chức năng đáp ứng được đúng đủ cũng như là tiết kiệm ngân sách đầu tư hơn cho mình thì hôm nay em xin giới thiệu đến mọi người một chiếc máy Honeywell PC42T, và mọi người hãy cùng em đi vào khám phá chi tiết về con máy này nhé. Và trên bàn của em đây là chiếc máy Honeywell PC42T. Thì mọi người có thể thấy là chiếc máy này rất nhỏ gọn để phù hợp cho mọi người có thể bỏ ngay trên bàn làm việc mà không lo nó chiếm quá nhiều diện tích. Trên máy thì đây là logo thương hiệu Honeywell. Và ở nắp máy thì có trang bị một chiếc cửa sổ nhựa trong để giúp mọi người quan sát được trong việc tiêu hao vật tư, để mọi người chủ động hơn trong việc chuẩn bị giấy và mực. Đây là cổng kết nối của máy. Thì hiện tại các dòng máy để bàn được trang bị cổng kết nối tiêu chuẩn là USB, nhưng đối với dòng máy in tem nhãn phụ Honeywell PC42T thì được hãng trang bị cả ba cổng kết nối là USB, LAN và RS232, cũng đây là cổng nguồn. Và tiếp theo đây thì em sẽ cùng mọi người đi vào khám phá phía bên trong của chiếc máy này. Để thao tác mở nắp máy thì mọi người ấn giữ nhẹ hai nút ở phía bên hông và mở nắp máy lên. Và đây mọi người có thể thấy ở đây là phần sơ đồ lắp giấy mực mà hãng đã trang bị thêm cho chúng ta. Đây là hộp để giấy có thể chứa đựng được cuộn giấy tối đa 50m. Và đây là lõi mực và cuộn mực mọi người dùng thì tối đa là 300m. Và đây là trục thu mực. Và đối với dòng máy Honeywell PC42T này thì thuộc dòng máy đĩa bàn, cho nên là hiệu suất cho phép của máy được 5-7 cuộn đĩa canh 50m mỗi ngày. Và nếu như mọi người mong muốn có một dòng máy mạnh mẽ hơn thì mọi người có thể tham khảo qua các dòng máy mang hiệu suất công nghiệp. Và kế tiếp thì em sẽ khám phá một bộ phận quan trọng của chiếc máy, đó chính là đầu in. Và theo như thông số của hãng cho biết thì máy này có độ phân giải là 203 dpi. Đối với độ phân giải này cho phép in ấn những chiếc tem nhãn phụ có yêu cầu không quá cao, có kích thước không quá nhỏ cũng như là mật độ thông tin không quá dày đặc thì mọi người có thể tham khảo độ phân giải này. Còn nếu như mọi người có một yêu cầu cao hơn về những chiếc tem của mình thì mọi người có thể tham khảo qua các dòng máy có độ phân giải cao hơn, đó chính là 300 dpi. Và tiếp theo thì tới tốc độ in của máy. Máy có tốc độ in tối đa là 125mm/giây và độ đồng in tối đa của máy là 104.1mm. Tuy nhiên thì độ đồng in là như thế, nhưng mà mọi người có thể tùy chọn các kích thước tem để cho phù hợp với cái nhu cầu in ấn của mình hơn. Và tiếp theo đây là sensor của máy. Và phía dưới đây cũng có một con sensor để giúp trong quá trình in thì máy có thể hiểu giấy. Và đây là nẹp cố định giấy. Nẹp cố định này thì giúp giấy trong quá trình in không bị lệch. Và đây là trục ruler. Thì em cũng xin có một chia sẻ nho nhỏ đến với mọi người là khi mà mình sử dụng máy thì mình để máy ở môi trường không quá bụi bẩn cũng như là thường xuyên vệ sinh đầu in. Và thao tác vệ sinh đầu in này thì khi mà quý khách mua hàng ở công ty Thế Giới Ma Vặt thì sẽ được đội ngũ kỹ thuật của công ty sẽ hướng dẫn kỹ hơn về cái thao tác này. Và tiếp theo không để mọi người đợi lâu nữa thì em sẽ cùng mọi người đi vào phần in test để cho mọi người thấy được thực tế hơn về chất lượng in ấn của chiếc máy in tem phụ Honeywell PC42T này nha. Ở ngay đây là hiện tại thì em cũng đã thiết kế tem cũng như là lắp đặt sẵn giấy và mực. Bây giờ em sẽ đi vào in test để mọi người xem rõ ràng hơn về chất lượng tem in ra từ máy tem nhãn phụ Honeywell PC42T này ngay nha. Đây, bây giờ em sẽ in tầm 8 con tem cho mọi người tham khảo thử nha. Như mọi người có thể thấy ở đây,
tốc độ in nhanh như thế nhưng mà các tem in vẫn đảm bảo được là một đã bám đều lên từng con tem và đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu của mình. Tem in ra khá là rõ nét, mọi người có thể nhìn thấy ở đây rõ không? Và khi mua máy in tại công ty thiết kế mã vạch thì chúng em xin tặng kèm cho quý khách là một phần mềm thiết kế tem nhãn đi kèm để cho mình linh hoạt hơn trong việc thiết kế tem cũng như là đáp ứng đúng cái nhu cầu của mình hơn. Và nếu như mọi người cần tư vấn rõ hơn về chiếc máy in tem phụ này cũng như là giấy và mực thì hãy liên hệ tới công ty thiết kế mã vạch để chúng em có thể giải đáp thắc mắc và cũng như là hỗ trợ mình kịp thời nhé. Như vậy là vừa rồi em đã cùng mọi người khám phá về đặc điểm, tính năng, thông số cũng như là in để mua cho mọi người xem về chất lượng của chiếc máy Honeywell PC42T này. Thì nếu mọi người còn thắc mắc, muốn giải đáp cũng như là muốn sở hữu ngay cho mình một chiếc máy Honeywell PC42T thì mọi người có thể liên hệ đến số hotline 1900 3438 hoặc truy cập vào website thegiamabach.com để chúng em hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng. Nếu thấy video này hữu ích, mọi người cho em xin một like và một subscribe. Và xin cảm ơn tất cả mọi người và hẹn mọi người ở những video tiếp theo.